cái lô mèo, con mèo giống cái bánh xèo với ta, còn cái đồ mèo luôn kìa. Ủa sao chị gái trước kìa? Con gái của chị gái bên ngoài luôn. Có reo rồi xuống. Con có đạo quá. Địa chỉ bánh xèo nhí của chúng ta vẫn là 21 Đông Bắc Tân Giác Hiệp, quận 12 nha các bạn. Bây giờ là lúc gần 8 giờ tối nha các bạn, 8 giờ tối ngày 18. Mình quay video mình sẽ up chat thời gian liên tục cho các bạn. Đó, quan tâm này. Đi ăn 10 cái luôn. Ken được đi chơi nha. Cái đây đâu? Không có cái đồ thịt kia ta hả? Bánh giòn của anh trai đòi nón á con, của chú đòi nón á. Lên câu nữa. Rồi có chứ. À phải có lên đâu. Về ăn ở đây đặc biệt không giá đem về. Một cái đặc biệt ăn ở đây, một cái đặc biệt không giá đem về. Không biết quý vị anh chị cô chú xem video có thấy cái mùi thơm không ta? Có thơm cái mùi thơm không mọi người? Thế mình ngồi đứng ở đây là thơm không thể nào tả được. Cái đó thường đó rồi, cái thường cái nhà dọc ba cái cho thường giao cho khách. Thank you.
xe chú. Mấy gái, mấy gái? Hai gái. Hai gái hả? Sao hai gái luôn chú ơi. Mang về. Dạ. Ok. Bên ông Thảo đây. À, bên chú Thảo hả? Ừ. Đang nhậu bên đây. Phải làm như thế nào, sao bao nhiêu cái? Có cái đặc biệt là 40 30k đó chú. 30k. Hai cái giường đi. Dạ dạ. Đông thế nhỉ. Dạ. Quán của mày thì quán này chứ quán này bán đồng thế quy tui rồi. Đóng thành đạt lắm thì cái nó thất bại. Dạ. Dạ. Thấy có bán bên kia nó đi xong rất nóng. Rất thơm. Rất chèo rất dẻo. Đúng ở bên kia nha. Rất ngon. Dạ dạ dạ. Giá bình dân thử 30k một cái cho các bạn. Không bị tràn tầy nhưng mà không có tràn. Các cô chú anh chị mà ở nước ngoài xem giải trí, còn nếu mà có dịp đi về Việt Nam ăn Tết này thì về chơi, các bạn ghé địa chỉ 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp quận 12 để bánh xèo ủng hộ ông bà với mấy bé các bạn. Đó, bánh xèo rất là ngon, giá rẻ mà ngon nữa. Đó, chỉ có 30k một cái, đặc biệt thì mọi người có thể thưởng thức là 40, 50. Thì có kiểu như mọi người muốn ăn thêm trứng thì bữa hôm qua thì mình thấy cô có đổi trứng nha các bạn. Đổ thêm trứng nữa thì 50k, trứng tôm á mọi người. Nói chung là mọi người em muốn ăn cái topping cái gì thì cứ nói cho ông bà nội để đổ theo yêu cầu các bạn. Gọi là bánh xèo ăn theo yêu cầu mà mọi người. Có cái đặc biệt nè, đem vô anh đâu? Có một cái đặc biệt đem về đó không? Đem về một giá. À. Đặc biệt đây. 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 Năm cái đem về đó. Năm cái mang về. Quá đã các bạn. Đơn nghỉ liên tục. Ba cái luôn hả? Phát sinh, phát sinh. Tiền thì chú ơi. 90. Rồi lấy rau ba cái cho chú bên kia. Rồi vô luôn. Vô luôn trai ơi. Có hành nha các bạn, thì theo bà rọi kiểu như sắc ra đó, có thêm hành nữa, thơm á. Hiện tại thì cô đang đổ ba chảo nha quý vị. Thường mọi người ngồi ăn bánh xèo khoảng tầm khoảng nửa tiếng mới xong nha các bạn. Vừa ăn mà vừa thưởng thức rồi. Ngắm xe, ngắm cổ. Thời tiết bây giờ ở Việt Nam thì nói chung là nó không, nói chung nó không có lạnh lắm bạn, mà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì mà nói là rất là nóng được luôn ban đêm. Còn ở nước ngoài hiện tại thì theo chia sẻ của rất là nhiều khán giả coi trên kênh thì mình thấy là như âm độ không, rất là nóng, rất là lạnh luôn. Lạnh rồi, lạnh đóng tuyết, đóng đá luôn á quý vị. Rồi, bánh xèo luôn. Ba
cái luôn à, ta lấy rau luôn chị lấy thôi. Ba cái đem về, ba cái bên kia luôn nha. Chào chú. Bây giờ quá trời luôn. Xôm đậu nha mọi người. Diễn trợ cứu trợ. Hỗ trợ đồng bào. Đó, số điện thoại mọi người gọi để liên hệ đặt hàng, đặt cả bánh kèo là 0986804347 nha các bạn. Có rất là nhiều khán giả vô comment là bánh cái chảo mà nó đen thì mới đổ ok nha bạn. Nhưng hôm trước là bữa mà có cái trà cái chảo là đổ phải xử lý lại cái chảo mọi người, cho nên trà đôi khi nó trà tán sạch là đổ bánh xèo không ngon, nó dính. Cái bóp số 4, số 5 nãy là đang tắt nha mọi người. Có rất nhiều khán giả vô comment là ông nội là đổ bánh xèo là tuyệt vời nhất. Chưa nắm. Có rồi, đổi vô cái nội rồi. Mọi người ăn bánh xèo thì đổi theo yêu cầu á.
kiểu như anh hợp chứ cái chị cho ông bà chưa để cho nó gặp sao mà gặp sao ba cái đi thế là ra chưa chưa có bánh, chưa có bánh, chờ tí thông cảm đi chú bánh bánh tách cái rau ra nó bị mềm mà bánh rau chút bánh nóng mà rồi lên đây nè, ăn đây không lên đây luôn này. Bốc hai, bốc. Lên đây anh. Rồi khách vô đông rồi các bạn. Đó. Chị gái cũng đang ngồi chụp hình này. bên kia đường của các khách nè. Rồi đem hai cái bàn luôn đi, có khách bên kia nữa kìa. Rồi đúng rồi kìa ơi. Cho hai cô chú ăn ở đây luôn. Lấy bộ cái ghế xanh bỏ lại. Bỏ đâu bỏ đâu con? Bỏ cái này có điểm cái xanh đấy. Bỏ lại không cái. Bạn có bỏ đúng không? Không lại bỏ chứ. Năm cái chị gái rất là ba cái. Chú kia ba cái. Cho bằng ra ngoài này hai cái chú đi con. Được ba tinh giờ đổ mồ hôi
Kiệt với Trâm Anh mới chơi ba tanh gì à? Kìa bằng luôn. Đó là đông không? Đông vẽ vỡ trận luôn. Đỡ tách ra để nó xèo hả chị? Tôm còn sắm nên nhảy. Đó, bên kia mấy chị mình đi về rồi. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn chị. Rau năm chưa? Rau năm cho chú kia nữa kìa. Chú kia đang ngồi bên kia chờ kìa. Vô đông đó các bạn, cho nên là hơi đổ rồi đối. Lửa nó rất là lớn nha các bạn, cho nên là mình sơ ý một xíu là nó bị cháy ra các bạn. Quý vị, cái khung cảnh mình đang quay ở đây là lúc bây giờ là gần 8 giờ ngày 18 nha mọi người. Ngày 18 tháng 1 năm 2024. Đó. Update liên tục thời gian cho các bạn xem. Cảm ơn anh. Đó, cảm ơn anh chị. Hơi đông khách cho nên là lúc đông khách thì ông bà phải vô đổ cho mới nấu hai cái bình thường, mới cho kịp nấu hai cái bình thường. Ok, bên trong là cái đồ.
Từng xa lớn cho thấy hả? Chặt hả? Té hả? Một chân luôn. Ghê hả? Ta đi hai chân đã khó rồi, đi một chân ghê thiệt kìa. Đúng là cao thủ. Đi về hả? Một bịch rau năm. Hai cái lận. Anh còn năm không? Bên đây năm cái này nè. Đó, mấy anh chị này anh vẫn chưa xong luôn. Đang đứa anh vẫn xèo rồi. Xây xưa hơn nửa tiếng hồ luôn. Vừa ăn vừa thưởng thức. Thơm lắm các bạn ơi. Hết thơm mà bà cô ơi. Chưa có bấm nha. Bên kia anh 5 cái, chỗ anh trai này 5 cái nữa mà chưa có bánh. Chờ xíu các bạn. Vì có rất là nhiều khách ăn tại chỗ. Rồi nhiều khách nó mua về, xen vào vậy đó. Có quét mà mua. Nhưng mà mấy cái mấy chờ tí nha. Chờ tí. Bịch 4, bịch 4. Chào con. Hả? Nãy có bị té không? Có bị té không? Chưa bị té hả? Như thằng cao thủ rồi. Thôi nữa. Rồi đủ rồi, bắt tôm rồi. Rồi quá rồi. Hai cái năm một cái ba. Lấy giấy cứu lớn lên.
quét thẻ Momo chị. 30 ngàn. Cái anh gì Đức. Thơm lắm mọi người ơi. Nó hòa quyện rất là hợp với nhau. Đậu xanh, giá, tôm, thịt. Rất là hợp với nhau. Nhiều giờ hôm qua cô có đổ thêm trứng nữa. Một cái trứng lên nữa, 50k. Địa chỉ chúng ta là 21 Đông Bắc, Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bánh xèo này là bánh xèo Cô Liên nha bạn, bánh xèo rau rừng miền Tây nha mọi người. Giờ của cô bán là khoảng là 1 giờ chiều hàng ngày. Riêng rằm dưới là mùng 1 thì cô nghỉ, nhưng mà đặc biệt ngày rằm là cô có kiểu như là đổ bánh xèo chay miễn phí. Từ thiện cho quý anh chị cô chú và các bạn. Yêu thích. Dạ. Good morning. Good morning. Đang ăn bánh xèo live stream cho cô chú ở nước ngoài xem kìa. Đó rồi, bố à, ông sắp về rồi. Ông nói ông sẽ tới ông gặp con. Đây này, em đúng không? Em Út, mày ghế rồi. Đây bà nội. Bố ông về ông gặp rồi, lên gặp á. Ông coi. À vậy là anh đâu, anh không biết địa chỉ này mà nhờ... À hay vậy? À dạ hả, ok. Đúng, rất là nhiều trường hợp, nhiều cô chú ở Việt Nam mà không biết quán bánh xèo, nhưng mà ở nước ngoài biết nha các bạn. Đúng rồi, cháu. Ông kêu chú đi tới ăn. À. Để đi gặp tụi con trước. Mấy con thì ông lên gặp. Rồi. Dạ. Rồi, mấy con lên gặp. Love you rồi. Bắn thêm luôn. Giỏi quá. Có ai love you ông kìa. Có ông đẹp cô la gì cho nói nha. Ông coi đó. Ông coi YouTube ông kia là chú đi ăn trước. Ăn mấy lần rồi đó. Sáu bánh, mua 5 bánh mà được 6 bánh. Gói bánh đi đủ chưa? Rồi khoan khoan, để rồi lên cái nữa qua bịch ba luôn, tới xong rồi cứu luôn. Không tới coi rồi chưa? Nội đủ rồi, bên đây đủ rồi. Cũng rất là nhiều trường hợp luôn. Mà ở sát đây mà không biết mà phải nhờ người thân ở bên nước ngoài coi video, coi YouTube để mình chia sẻ mới biết chỗ này nha các bạn. Kiểu như nó phải đủ lửa mà nó đủ chín thì nó mới giòn, nó không bị nó bị bở nha các bạn. Video thì mình quay những dài chia sẻ khung cảnh bán thực tế luôn cho quý anh chị cô chú các bạn xem. Còn ai thích thì ở gần thì đến ăn bánh xèo, còn mọi người không ở xa thì coi video giải trí đó. Mà mọi người ủng hộ bánh xèo của bé là điều mình cảm thấy rất là
vui. Cái nữa là rất biết cảm ơn các chị cô chú các bạn đã xem video ủng hộ mấy anh em mình đó. Thật sự rất rất là cảm ơn luôn quý vị. Mình sẽ cố gắng là sẽ chia sẻ cái video mới hàng ngày cho các bạn xem, cập nhật mới hàng ngày luôn. Ồ, cái rổ gì vậy? Ây da. Củi hả? Tưởng mang gì? Tưởng mừng nhà, tưởng gì cơ mà. Củi mày nay cho vô rổ chúng ta, không có lấy bao ra. Nó bắt lửa lên nhanh lắm các bạn, lửa rất là lớn nên mình không canh là nó bị cháy liền đó mọi người. Hai ly trà đá con ơi, hai ly trà đá, hai ly trà đá ở ngoài để cho mình nó làm. Hành với lại thịt bàn phím này con. Chờ đó đang làm. Gói hoài cho người ta đi đi. Nè lấy một cái đưa qua cho gói cho cô đi kèm kèm. Thêm một cái nó là đủ rồi đó. Xong rồi. Video cũng tôi nói dài rồi, mình đã mọi sẽ đổ bánh xèo này xong rồi mình sẽ kết thúc video. Cảm ơn quý anh chị cô chú các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi người cho mình một đăng ký kênh, like, chia sẻ video đó, để cập nhật những cái video mới nhất về cái quán bánh xèo Nhí này. Địa chỉ bánh xèo của chúng ta khoảng 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khung giờ bán là cũng 1 giờ các bạn. Giá bánh xèo là 30k. Thì cái giá bánh xèo sẽ cô cũng đã thông báo, mình thông báo lại video là cô thông báo là cái dịp sau từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 các bạn, cô sẽ có tăng một số nhẹ, tăng nhẹ cái giá bánh xèo lên 35k một cái thường đó, bởi vì Tết mà các bạn. Thì sau đó mùng 7 là cô sẽ trở lại cái giá bình thường. Cảm ơn mọi người nha. Kiểu như lúc mà đông thì nhiều khi nó bị rách hay là bị cháy là bình thường nha các bạn. Không, còn bình thường là thấy ông nội đổ bánh xèo rất là chuẩn nha. Bên đây là của ông nội này, bên đây là của bà nội này. Ông nội ông đổ là ông nhấc cái chảo lên là ông đảo là bánh xèo nó bung đều hết luôn, tròn cái bánh rất là đẹp luôn. Để cho mọi người mọi khui cái bánh xèo này xong rồi mình sẽ kết thúc video đó, rất là hấp dẫn luôn.
này, cá tôm này, giá này, đậu xanh này. Nhiều người không thích ăn đậu xanh hay là nhiều người không thích ăn giá thì báo cho lúc mà đổ thì nói cho bà nội là hay là bé Hà hay là ông nội là đổ để là đúng như yêu cầu của mình. Có nhiều người bị dị ứng với giá mọi người. Đó, kiểu gì nó khô hết như thế này nó sẽ giòn mà lấy ra nó không bị bở nha các bạn. Dạ. Dạ. Cái này giòn là nó không bị dính, nó không có bị bở nha các mọi người. Cái này là lấy ra đẹp luôn. Rồi, bánh xèo luôn. Quẹo lửa. Nó đủ thấy chưa? Đủ lửa là nó lấy ra rất là nhẹ nhàng luôn. Không bị đắt luôn. Ai đi ngang qua đây thì không muốn ăn bánh xèo bắt buộc phải phát sinh nhu cầu liền. Rất là thơm luôn. Đó, bánh xèo kìa, vô luôn. Quẹo lửa. Vô đây nè. Cái gì ạ? Mấy cái. Hai cái đem về. Hai cái cho cô chú đem về luôn. Có bánh luôn. Rất là may mắn nhiều khách là qua cái đợt đông á là có bánh đi về luôn các bạn, không có chờ. Nói chung là lúc quay video thì mình cũng hay nói đó các bạn. Phải nói ví dụ như video nó im lặng quá thì không được. Cho nên các bạn rất là sức thông cảm vì chất giọng của mình nó cũng chất giọng miền Trung mà các mọi người. Có nhiều người giọng cười nó cũng lạ nữa. Nhiều người nhờ comment cũng thấy vui mà nhiều khi á cũng thấy buồn. Chưa có bánh nha con. Chưa có rau chị ơi. Chưa rau có lộn nhầm. Có bánh rồi chưa có rau. Cho chồng lấy rau này con. Rồi bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh. Đó. Bánh ra, rau ra. Rồi xong luôn. Bánh. Ông nội ơi, nội bánh xèo. Thôi, quá đẹp. Chưa xong luôn. Tính tiền cho cô chú bàn trước rồi con. Con biết tính tiền không? Qua tính đi. Biết rửa. Không biết rửa hả? Không biết rửa. Em như mập đá luôn hả? Ở trong kim xe. Bà chủ qua đi tính tiền kìa. Muối chả đúng không? Được, ngon. Bữa nào ra lấy tay quậy bắt vô luôn. Để ông nội lấy cái bánh xèo này ra rồi mình kết thúc video các bạn. Kết thúc nãy giờ quá trời luôn, video nó dài đúng rồi. Gần 40 phút rồi, 45 phút rồi. Ủa, Hà đâu rồi ta? Hà đâu? Hà đâu? Rồi có hai cầu thủ nhí.
Hả? À quên đổi cái gì mà đấy. À cái xe bên nhóm xe bên đó của mấy cô chú đó mà. Rồi. Nhà hỗ trợ cô phải chọn luôn rồi.